Thưa quý vị, theo thông tin công bố từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long, Kiên Long Bank mã KLB, thì bà Trần Thị Thu Hằng sẽ từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị từ ngày 9 tháng 7 năm 2024 theo nguyện vọng cá nhân. Ông Trần Ngọc Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc sẽ là người kế nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Kiên Long Bank. Theo đó, bà Hằng sẽ tiếp tục công việc tại Kiên Long Bank với tư cách thành viên Hội đồng Quản trị, tham gia thực hiện các định hướng chiến lược của ngân hàng. Trong cùng ngày, Hội đồng Quản trị cũng giao nhiệm vụ cho ông Trần Hồng Minh, Phó Tổng Giám đốc, giữ chức vụ quyền Tổng Giám đốc. Ông Hồng Minh là có gần 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, từng giữ nhiều vị trí quan trọng tại ngân hàng lớn như là LP Bank, VP Bank. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Kiên Long Bank từ ngày 26 tháng 10 năm 2022, ông giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Khách hàng Chiến lược phía Bắc từ tháng 3 năm 2021 đến tháng 11 năm 2022. Ảnh hưởng bởi thông tin thay đổi Chủ tịch Hội đồng Quản trị, trước đó giá cổ phiếu KLB từ 13.120 đồng một cổ phiếu đã giảm xuống còn 12.100 đồng một cổ phiếu kết phiên giao dịch vào ngày hôm nay. Tình hình kinh doanh tính đến hết quý 1 của năm 2024, Kiên Long Bank đã ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt gần 213 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 171 tỷ đồng. Với kết quả đạt được thì ngân hàng đã thực hiện được 27% kế hoạch năm được đề ra tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024.